chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, trời thương Phật ban cho lộc lớn, mày hết chỗ nói. Tiền bạc ùn ùn đổ về chất cao như núi, giàu dược mặt đại gia. Đúng trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của mỗi con người dường như đã được định sẵn từ trước, đó chính là tính bất biến của định mệnh. Chúng ta không thể chọn giới tính khi sinh ra, không thể chọn cha mẹ, anh chị em, không thể chọn đất nước mình sống hay quốc tịch mình mang. Tất cả những điều tưởng chừng ngẫu nhiên đó thực ra là sự sắp đặt của số phận, vì không có quyền lựa chọn, nên chúng ta gọi đó là định mệnh. Tuy nhiên, số mệnh cũng là một thứ có khả năng biến đổi, chúng ta có quyền lựa chọn, có khả năng thay đổi và có thể đi theo những gì mình mong muốn. Nếu gia cảnh không giàu có, thì Quý Sửu có thể chọn chăm chỉ, cần cù và nỗ lực vươn lên, mong một ngày đổi đời giàu sang. Nếu tình cảm không nồng thắm, Quý Sửu có thể lựa chọn bao dung, thay đổi bản thân để hòa hợp bên nhau. Không có chuyện định trước sẽ nghèo khổ, cũng không có chuyện định chiếc xe cô độc, đau khổ. Tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời. Mới đây nhất, dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy tử vi và nhà chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục trong năm tháng cuối năm 2024. Nếu biết và tránh được những hiểm họa sau đây, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé. Xét tổng quan vận trình tử vi năm tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Bước sang năm tháng cuối năm 2024, vận trình của người tuổi Quý Sửu được dự đoán đầy biến động và cả những sự phát triển không ngờ tới. Năm tháng cuối năm, Quý Sửu được các sao tốt như Phúc Đức, Thái Mời che chở, lại thêm các thần ấn quan nâng đỡ, Quý Sửu dần thoát khỏi những tác động xấu trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, cục diện phá thái tuế án ngữ khiến vận trình vẫn có không ít biến động, công việc tăng cả về khối lượng lẫn tính thử thách. Quý Sửu trở nên bận rộn hơn rất nhiều, tiến trình công việc vốn đang thuận lợi có thể gặp trở ngại. Cần có ý chí kiên định, quyết tâm cao độ mới vượt qua khó khăn. Đừng quên thành công không phải một sớm một chiều, chỉ cần duy trì sự nỗ lực, bền bỉ, kiên trì cũng như chiến lược ứng phó linh hoạt, Quý Sửu mới có thể tận dụng triệt để cơ hội phát triển trong tương lai. Ngoài ra, Quý Sửu cũng nên khắc phục tính bảo thủ và bướng bỉnh của bản thân, giữ thái độ cởi mở và tích cực hợp tác với mọi người để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển. Thu nhập có dấu hiệu tăng lên, nhưng vẫn cần chú ý đến tiêu dùng, tài chính. Năm tháng cuối năm nay vận trình tiềm ẩn nguy cơ, không nên mạo hiểm tham gia vào đầu cơ. Quý Sửu cần hành động thận trọng và linh hoạt với tình hình để bảo vệ thành quả của mình. Năm tháng cuối năm 2024, tuổi Quý Sửu nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đình. Đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Người độc thân nên tăng cường mở rộng các mối quan hệ bạn bè xã giao, kể cả công việc, để có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. Điều quan trọng là phải duy trì những thói quen tốt và điều chỉnh cảm xúc để sẵn sàng đối phó tốt hơn với những thách thức và cơ hội đến trong cuối năm nay. Sau đây sẽ là vận trình tử vi trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi năm tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Sửu cho thấy, với việc được các sao tốt chủ về công danh sự nghiệp chiếu mệnh là chính ấn và chính quan hậu thuẫn, vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu có những cơ hội phát triển nhất định trong năm tháng cuối năm 2024. Tuy nhiên, vận khí còn nhiều biến động, đặc biệt có tương phá ảnh hưởng, nên vẫn có một số thử thách không thể chủ quan. Trong tập thể, người tuổi Quý Sửu sẽ thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, điều hành đội nhóm, được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Bản tính chăm chỉ cũng được phát huy, đồng thời sự xuất hiện của một số cơ hội và đối tác tiềm năng sẽ tạo ra không gian phát triển lớn hơn cho tuổi này. Tuy nhiên, do bản tính thận trọng nên người tuổi Quý Sửu đôi khi tỏ ra quá cứng đầu, thiếu sự linh hoạt nên có thể khiến mọi việc bị chậm trễ, thậm chí bỏ lỡ cơ hội quý giá. Do đó, bản mệnh cần điều chỉnh thái độ của mình cho đúng đắn, linh hoạt ứng phó với những thay đổi trong công việc. Bên cạnh thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn chờ đón Quý Sửu. Nhìn chung,
Cơ hội thăng tiến vẫn chưa có nhiều dù Quý Sửu đã cố gắng đặt ra kế hoạch cụ thể cũng có những thành quả đáng nể, nhưng vẫn chưa thật sự đột phá. Càng về sau, con giáp này càng có xu hướng cố chấp, tư tưởng có phần cũ kỹ, không bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh chung, nên khó hiện thực hóa mục tiêu của bản thân. Đồng thời, hung tinh phá thái tuế cũng gây không ít bất lợi, đề phòng tiểu nhân có những hành động thọc gậy bánh xe hay gièm pha về công việc của Quý Sửu. Những lúc như vậy, trạng thái tinh thần nếu không đủ vững vàng sẽ rất dễ suy nghĩ tiêu cực, gia tăng bế tắc, thậm chí căng thẳng quá mức còn dễ dẫn đến stress, trầm cảm. Tuy nhiên, năm tháng cuối năm nay, Quý Sửu được nhắc nhở nên tránh tranh chấp thị phi tối đa với đồng nghiệp và cấp trên, đừng quá ganh đua hay thể hiện bản thân một cách khoe khoang, hợm hĩnh. Dù có muốn nêu quan điểm hay góp ý người khác, Quý Sửu cũng nên lựa chọn ngôn ngữ phù hợp, đừng để lại ấn tượng gay gắt, mỉa mai hay phán xét người khác. Nếu công việc hiện tại của Quý Sửu thực sự không còn chỗ để phát triển và Quý Sửu có kế hoạch thay đổi công việc, thì Quý Sửu có thể xem xét tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Tuy nhiên, nhảy việc đòi hỏi sự dũng cảm và quyết tâm cũng như khả năng bắt đầu lại từ đầu. Với những Quý Sửu đang tham gia bán hàng hay bắt đầu kinh doanh, nên tuân thủ luật pháp và các quy định chung trong ngành. Quý Sửu có thể tìm kiếm những cách làm mới nhưng không có nghĩa là phá vỡ các nguyên tắc vốn có. Xét về phương diện tài lộc, theo tử vi tuổi Quý Sửu, trong năm tháng cuối năm 2024, bản mệnh sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng của phá thái tuế và hung tinh, mang đến những thử thách nhất định về tài lộc và tiền bạc. Nguy cơ gặp tổn thất tài chính bất ngờ, một vài điểm sáng vẫn sẽ xuất hiện. Nữ giới có phần may mắn về tài lộc hơn nam giới là nhờ thái âm che chở. Đối với người làm công việc cố định, thu nhập hàng tháng tương đối cố định, có người kiếm được một số công việc bán thời gian hoặc cơ hội kiếm tiền khác. Thành tích tốt trong công việc sẽ mang lại cho bản mệnh thu nhập tăng trưởng ổn định và có thể thu được thêm lợi nhuận tài chính. Tuy nhiên, trong năm tháng cuối năm này, Quý Sửu nên ưu tiên cho công việc của bản thân và không ngừng nâng cao năng lực kỹ năng chuyên môn của mình tốt hơn là ôm xổm, phân tán sức lực cho quá nhiều việc cùng lúc. Đừng mù quáng tìm cách tăng thu nhập thêm, mà hãy tập trung phát triển con đường sự nghiệp của mình. Đối với những người đang làm công việc kinh doanh, buôn bán thì nên thận trọng khi mở rộng kinh doanh trong năm tháng cuối năm nay do không được nhiều sao tốt phù hộ. Không nên mở rộng quy mô một cách vội vàng và ồ ạt. Trong thời điểm đầy sóng gió này, Quý Sửu cần đánh giá cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức nóng vội. Hãy luôn dành thời gian tìm hiểu để nắm bắt được những thay đổi của thị trường, duy trì sự linh hoạt và theo dõi nhu cầu của khách hàng cũng như xu hướng của ngành. Nếu có thể định vị thị trường chính xác và đưa ra chiến lược kinh doanh hợp lý, bạn có thể duy trì sự ổn định trong thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện nay và đặt nền tảng cho sự phát triển của bản thân trong tương lai. Phong cách thận trọng và vững vàng sẵn có sẽ giúp Quý Sửu tránh được những tổn thất không cần thiết, nhưng đồng thời cũng có thể bỏ lỡ một số cơ hội đầu tư vì quá bảo thủ. Hơn nữa, lại thiếu sự nhạy bén về tài lộc, kinh nghiệm quản lý tài chính còn yếu, là những yếu tố khiến con giáp này không có được nguồn tiền bạc như mong muốn. Trong năm tháng cuối năm 2024, bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những cơ hội làm ăn, nhưng sự phán đoán có phần chủ quan của bản thân dễ khiến Quý Sửu đầu tư một cách mù quáng, tính toán sai lệch, thậm chí còn có thể bị lừa lọc. Do đó, khi đối mặt với những khoản đầu tư do người thân, bạn bè giới thiệu, người tuổi Quý Sửu vẫn cần đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ các dự án sinh lời, tránh hành động hấp tấp hay tin người quá dễ dàng, càng không nên tin vào lời đề nghị hay hứa hẹn của người khác. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không cần quá lo lắng, bởi Quý Sửu sẽ được sự trợ giúp của sao lành phúc đức chiếu mệnh, nghĩa là mỗi khi gặp khó khăn đều có thể biến xui thành tốt. Nếu rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, bạn hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề mà không tốn quá nhiều sức lực. Đối với việc hợp tác làm ăn, Quý Sửu cũng nên cẩn thận lựa chọn đối tác hay dự án tham gia để tránh bị mất mát của cải, ảnh hưởng danh tiếng của bản thân do hiểu lầm hoặc tranh chấp. Đối với doanh nhân, khi ký kết hợp đồng nên đọc kỹ nội dung hợp đồng để hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan, tránh những thiệt hại do tranh chấp hợp đồng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên thận trọng hơn trong việc quản lý tài chính, tránh tiêu dùng hay đầu tư quá mức để đảm bảo ổn định kinh tế của bản thân. Xét về phương diện sức khỏe, theo tử vi năm tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Sửu nhận định,
vận trình sức khỏe của Quý Sửu tương đối ổn định, không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng vẫn cần lưu ý vấn đề giữ gìn sức khỏe. Do áp lực công việc và những rắc rối trong cuộc sống ngày thường cao, nên con giáp này dễ gặp một số khó chịu về thể chất, đặc biệt là các vấn đề về hệ tiêu hóa và hô hấp. Do đó, việc duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường tập thể dục là vô cùng quan trọng. Đồng thời, không thể bỏ qua việc điều chỉnh cảm xúc. Đôi khi có thể do áp lực công việc gia đình mà tâm trạng của Quý Sửu thay đổi thất thường, suy nghĩ tiêu cực, tự mình làm khổ mình. Lúc này, Quý Sửu có thể thử một số hoạt động thư giãn như đi du lịch, đọc sách hay ngồi thiền để giải tỏa áp lực tâm lý. Bản mệnh đã ở tuổi trung niên, cần đặc biệt lưu ý đề phòng các bệnh về tim mạch trong cuối năm nay. Quý Sửu nên duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và tránh đồ ăn mặn ngọt. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý đến sự an toàn của các hoạt động dưới nước, đặc biệt khi đi du lịch, nên tránh tham gia các môn thể thao dưới nước quá mạnh để tránh xảy ra tai nạn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, trong năm tháng cuối năm 2024, những người tuổi Quý Sửu sẽ có đường tình duyên tương đối bình ổn, có tốt có xấu. Cuộc sống gia đình của người đã kết hôn cũng có thể xảy ra nhiều mâu thuẫn. Khi phát sinh vấn đề, Quý Sửu thường có xu hướng chọn cách giải quyết một cách lạnh lùng. Điều này có thể làm phức tạp quá vấn đề đơn giản và không có lợi cho việc duy trì tình cảm vợ chồng. Điều quan trọng là đừng chọn cách chạy trốn, nếu không vấn đề sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến đổ vỡ. Hai vợ chồng nên ngồi lại đối mặt với các vấn đề và tìm kiếm giải pháp để duy trì sự ấm êm trong gia đình. Trong cuộc sống thường ngày, Quý Sửu nên hỗ trợ bạn đời nhiều hơn, quan tâm tới đời sống tinh thần và cảm xúc của đối phương. Thường xuyên chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ với nhau là chìa khóa để kéo gần khoảng cách giữa hai bạn. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ với cha mẹ. Đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, tuổi Quý Sửu hãy tự tin phát huy những điểm mạnh của mình, bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, trở thành một điểm sáng trong tập thể, khiến lãnh đạo phải chú ý và tạo cơ hội để cất nhắc. Cục diện tam hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh, bạn phát huy được ưu điểm của mình như tập trung nghiêm túc, có trách nhiệm nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc con giáp này đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân tương lai giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, bản mệnh cũng không được cho mình cái quyền kiêu căng, coi thường người khác, bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy ra. Con giáp này nên chú ý đến cách hành xử với mọi người xung quanh, đặc biệt cần nói năng cẩn trọng, có cách ứng xử linh hoạt, phù hợp với những tình huống khác nhau. Tuổi Quý Sửu không nên tỏ vẻ coi thường người khác, coi thường những công việc quen thuộc, kẻo sẽ rất dễ vướng vào những khúc mắc không đáng, khiến cho hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng. Xét về phương diện tài lộc, tháng 8 âm lịch này, con đường tài lộc của tuổi Quý Sửu cũng có những điểm sáng đáng kể. Bạn có thể thu tiền về đầy túi, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh, chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt, không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm khoản tiền hậu hĩnh trong tay, bản mệnh lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Con giáp này có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên,
cũng có những lúc tuổi Quý Sửu cần để ý đến cách hành xử của mình, chớ nên cư xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan, coi thường những công việc đã quá quen thuộc, mọi điều bất chắc vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Tháng này, tình trạng sức khỏe suy giảm khiến cho bản mệnh phải tốn thêm một khoản tiền chạy chữa, do đó, tốt nhất khi cầm tiền trong tay, bạn chớ nên tiêu dài hoang phí, hãy luôn để dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ, để khi sự cố không mong muốn xảy ra, bạn sẽ không rơi vào cảnh bị động. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, phương diện tình cảm của tuổi Quý Sửu trong tháng 8 âm lịch này có những dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Bạn được tận hưởng hạnh phúc nên tâm trạng lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ, đem niềm vui đến cho mọi người. Với người còn độc thân, bản mệnh ngày càng tự tin hơn nên sẵn sàng là người chủ động. Phong thái của bạn cũng thu hút được sự chú ý của nhiều người xung quanh. Tháng này, bạn có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Đôi bên hãy dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu nhau. Rất có thể mối quan hệ của hai người sẽ bước sang một trang mới. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể được người thân quen giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng. Hãy mở lòng mình để có thể đón nhận hạnh phúc, bởi biết đâu đó chính là người bạn vẫn luôn chờ đợi. Với những người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng khăng khít hơn. Hai người có suy nghĩ ngày càng chín chắn nên không còn tranh cãi với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Càng may mắn hơn, đôi bên còn là chỗ dựa vững chắc của nhau, chuyển động lực để cùng nhau tiến về phía trước. Những khó khăn bất chợt xuất hiện cũng không còn quá đáng sợ, bởi bạn biết nửa kia sẽ là hậu phương vững chắc, đem lại cho mình niềm tin và sự dũng cảm đối diện với những điều chưa biết trước. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này dù các phương diện khác trong cuộc sống đều có dấu hiệu phát triển đi lên, song tình trạng sức khỏe của tuổi Quý Sửu lại đang dần suy giảm. Con giáp này cần nhắc mình duy trì lối sống điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, không nên làm việc quá sức kẻo ngã bệnh. Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo bản mệnh có thể vướng vào họa huyết quan trong tháng này. Vì thế, bạn cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, tránh làm việc khi mệt mỏi, thiếu tập trung kẻo gây ra sự cố đáng tiếc. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi bất thường, tuổi Quý Sửu cũng không nên giấu bệnh mà cần sắp xếp thời gian đi khám ngay. Phát hiện bệnh càng sớm thì quá trình chữa trị càng đơn giản, nhanh chóng và ít tốn kém hơn. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, cục diện tương hình sẽ mang tới nhiều rắc rối không mong muốn cho tuổi Quý Sửu. Bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực do sự nghiệp mang lại, khiến cho tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, do muốn khẳng định vị thế của bản thân, gây ấn tượng cho lãnh đạo và đồng nghiệp, nên bạn luôn xung phong nhận những công việc khó khăn. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thì bản mệnh không thể lường trước những vướng mắc mà mình sẽ gặp phải, vì thế mà quá trình thực hiện thường xuyên gặp rắc rối, trở ngại, thậm chí có kẻ phá đám. Thời điểm này, bạn phải nhận thức rõ năng lực và vị thế của mình, tự tin là tốt, song chớ nên quá ảo tưởng về bản thân cũng như quá cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe theo ý kiến của người khác. Con giáp này trở nên tự tách mình ra khỏi tập thể, dù khó khăn cũng không muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực thì khó khăn, thử thách chính là yếu tố không thể thiếu. Nếu tuổi Quý Sửu muốn rèn luyện bản thân trở thành một người xuất sắc và bản lĩnh hơn, dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm dưỡng, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, cần cù, không đầu hàng trước khó khăn thì ắt sẽ tìm ra hướng đi phù hợp cho công việc. Lại thêm các tinh thiên phù trợ, bạn hoàn toàn có năng lực chuyển nguy thành an dưới sự giúp đỡ của mọi người và sự quyết tâm của chính bản thân mình. Tháng 9 âm lịch này, bản mệnh nên nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để phát huy sức mạnh của tập thể, nên tự cô lập bản thân. Sức mạnh tập thể sẽ khiến cho mọi việc được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều. Xét về phương diện tài lộc, tháng 9 âm lịch này, phương diện tài lộc của tuổi Quý Sửu có dấu hiệu nhích nhẹ, song chưa thực sự rõ ràng, chủ yếu là do phái chỉ tác động của cục diện tương hình. Người làm ăn kinh doanh đam mê kiếm tiền, luôn rất cố gắng để tìm ra hướng đi mới cho công việc, nhưng dường như mọi thứ không thể suôn sẻ ngay lập tức được. Bạn thường dễ gặp phải trở ngại do bản tính quá mức cứng cỏi, độc lập, tự cô lập bản thân, không xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Nếu có thời gian rảnh, con giáp này nên bình tĩnh ngồi lại để nhìn nhận bản thân xem mình có khuyết điểm nào cần phải khắc phục,
bạn chớ nên đánh giá bản thân mình quá cao, mà lại hạ thấp mức độ khó khăn của những vấn đề mình đang và sẽ gặp phải. Chỉ khi nhìn nhận rõ thực tế trước mắt, con giáp này mới có thể đưa ra những phương án làm giàu phù hợp. Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng và các tinh thiên đức cho thấy tình hình tài chính của người làm công ăn lương tăng tiến hơn trước, chủ yếu là nhờ bạn đã làm việc chăm chỉ, tích cực. Chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ đang làm, không chịu đầu hàng trước khó khăn thì tuổi Quý Sửu sẽ khiến cấp trên đánh giá cao và quyết định dành cho bạn một phần thưởng mang tính khích lệ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, phương diện tình duyên của tuổi Quý Sửu phủ màu ảm đạm bởi quan hệ vợ chồng, xã giao của bạn không được thuận lợi như ý muốn. Cục diện tương hình khiến cho bản mệnh luôn phải chịu nhiều điều muộn phiền, áp lực, song bạn lại thường giữ trong lòng chứ không muốn chia sẻ với nửa kia. Bạn còn thường xuyên trút những cơn giận dữ của mình lên đầu người ấy, khiến cho bầu không khí gia đình luôn căng thẳng một cách không cần thiết. Con giáp này cần học cách tin tưởng vào nửa kia của mình nhiều hơn, chớ nên tự cô lập bản thân với cả những người thân yêu nhất. Nếu chia sẻ với vợ chồng mình, bạn sẽ cảm thấy tinh thần được nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Người ấy cũng có cơ hội chia sẻ gánh nặng với bạn, giúp bạn tìm ra hướng giải quyết công việc phù hợp. Với người độc thân, dường như bạn vẫn chưa quên được mối quan hệ trong quá khứ nên bạn không muốn mở lòng với người khác. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này là sức khỏe của tuổi Quý Sửu khá ổn định, bạn gần như không mắc phải bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào. Dù công việc đôi khi khiến bạn cảm thấy căng thẳng, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi phù hợp thì không có gì đáng lo ngại. Thời điểm này, bạn chủ yếu duy trì việc rèn luyện sức khỏe đều đặn, không nên viện lý do để nghỉ ngơi, ngồi yên một chỗ. Việc vận động thường xuyên cũng có tác dụng cải thiện tinh thần, giúp bạn minh mẫn hơn trong giải quyết công việc. Trong lĩnh vực ẩm thực, con giáp này cũng nên hạn chế ăn một nhóm thực phẩm nào đó quá nhiều. Hãy có chế độ dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ để cơ thể luôn tràn đầy sức sống. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này phương diện sự nghiệp của tuổi Quý Sửu nhiều trắc trở, sự cố liên miên khiến cho bạn khá đau đầu. Nguyệt lệnh Lâm Đắc Mộ cho thấy vận trình của bản mệnh khó bề được như ý. Công việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, vừa phải chịu những thách thức lớn từ bên ngoài, lại vừa phải giải quyết những áp lực lớn từ bên trong. Điềm báo tử vi còn cho thấy cạnh tranh ngày càng gay gắt, lại có tiểu nhân quấy phá do ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh. Dù con giáp này muốn yên ổn làm việc cũng khó, tiểu nhân đang không ngừng tìm cách phá hoại, khiến cho công sức của bạn không được công nhận, dễ vướng phải những sai sót không đáng có. Lúc này bạn càng cần phải tập trung vào công việc chính của mình, nếu không sẽ rất dễ bị lôi kéo vào những chuyện bao đồng. Quá nhiều vấn đề bủa vây khiến cho tuổi Quý Sửu đâm ra tự nghi ngờ bản thân. Có những lúc bản mệnh còn chông chênh, không biết mình nên theo đuổi điều gì. Nhưng nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân. Trong tình hình này, bạn cần phải thay đổi cách nói chuyện, ứng xử của mình. Sự cố chấp, khô khan sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ may. Đừng cứ mãi tự than thân trách phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh, suy nghĩ tiêu cực mà không tự nhìn nhận lại bản thân. Dũng cảm đối mặt, việc đó chỉ khiến bạn càng lâm vào trạng thái bế tắc trong công việc. Hãy luôn bình tĩnh, giữ vững vị trí công việc và kiên trì nỗ lực tiến lên, thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Các tinh tả phù và hữu bậc luôn sát cánh để giúp đỡ tuổi Quý Sửu đạt được thành công như mong đợi, sau khi bạn đã kinh qua những thử thách trước đó. Xét về phương diện tài lộc, đường tài lộc của tuổi Quý Sửu trong tháng 10 âm lịch này khá ảm đạm, không có nhiều biến động, trong một tháng không có tài tinh chiếu mệnh. Do công việc trong tháng này gặp nhiều trở ngại, nên thu nhập của bạn khó được cải thiện như mong muốn. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại, bởi sức lực có hạn, nên bạn chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Không tham vọng quá nhiều khi bạn hiểu rằng, thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Người kinh doanh cần chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm để tạo dựng uy tín, thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Thời điểm này, bạn cần bình tĩnh, cẩn thận trong đầu tư. Đặc biệt, sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh là điềm báo có tiểu nhân lừa gạt. Đối phương có thể lợi dụng sự thật thà, lương thiện của con giáp này để nói lời phỉnh nịnh, hòng cướp đoạt tiền của tài sản của bạn. Do đó,
tuổi Quý Sửu không thể quá cả tin và suy nghĩ đơn giản khi hùng vốn hợp tác làm ăn, nhất là với người mới quen biết. Tháng này, bạn dễ thâm hụt ngân sách, nên cũng cần cẩn trọng trong quản lý tài chính cá nhân. Tài lộc trong tháng này của con giáp này nói chung chìm nổi, dễ bị phân tán, nên cần hết sức cẩn thận. Nếu có ý định đầu tư vào một dự án mới nào đó, bản mệnh cũng cần rà soát hợp đồng, giấy tờ, văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm. Nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Nếu muốn cải thiện thu nhập của mình, bạn cần phải lên kế hoạch chi tiết và hành động quyết liệt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, vận trình tình cảm của tuổi Quý Sửu trong tháng 10 âm lịch này ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện bất đồng quan điểm, khiến cho mọi lý lẽ đều trở nên vô lý. Đôi bên không thể giải quyết được tranh chấp nếu không biết nhường nhịn lẫn nhau. Lúc này, cả hai nên dành nhiều thời gian để chia sẻ và cùng tìm giải pháp hóa giải sẽ tốt hơn là im lặng hay chiến tranh lạnh. Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì bản mệnh cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân xuống, chịu xuống nước chủ động làm lành, sau đó giải thích cho đối phương hiểu và thông cảm, thì gia đình mới mong êm ấm. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bạn rung động. Có lẽ tổn thương trong quá khứ vẫn hằn sâu trong tâm trí, khiến cho con giáp này khó mở lòng với người khác. Tuổi Quý Sửu tháng này hãy dành thời gian dung dáng nhiều hơn cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, tinh thần áp lực và căng thẳng kéo dài, khiến cho sức khỏe của tuổi Quý Sửu đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm, sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, con giáp này nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Ngoài ra, trong tháng có thiên cẩu hung tinh hoành hành, bản mệnh chú ý đi đứng cẩn thận, phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Trong thời điểm mùa thu này, bạn cũng nên chú ý dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe và tăng khả năng phòng chống bệnh tật. Bên cạnh đó, cảnh mùa thu dễ gợi cảm xúc buồn thương, nên tâm trạng dễ bực tức, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Bạn cần giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để dễ dàng cân bằng âm dương, tránh xa bệnh tật rồi. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu tháng này có những bước tiến đáng mừng do có sự phù trợ của nhị hợp. Bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó. Chính vì vậy mà việc gặt hái được thành công cũng không có gì ngoài dự kiến. Thời điểm này, bản mệnh biết cách lập kế hoạch cho công việc, nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước, dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Không biết làm việc gì trước việc gì sau, thậm chí phong cách làm việc khoa học của con giáp này có thể trở thành tấm gương cho nhiều đồng nghiệp xung quanh học hỏi. Bên cạnh đó, tháng này bạn còn hợp tác tốt với đồng nghiệp, nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi. Nếu làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, đưa cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, công việc của bản mệnh cũng không chỉ có toàn những điều thuận lợi, có điều, yếu tố cản trở không đến từ bên ngoài mà đến từ chính bản thân bạn. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy, con giáp này vẫn thường quá bảo thủ, cứng nhắc trong cách nghĩ, cần nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận được những điều mới mẻ. Vì thường khăng khăng làm theo ý mình, nên bạn dễ phức tạp quá mọi việc. Vì thế, dù có đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, tuổi Quý Sửu cũng cần lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh nhiều hơn. Có thể người ngoài sẽ đưa cho bạn những gợi ý mà bạn chưa hề nghĩ tới. Xét về phương diện tài lộc, tháng 11 âm lịch này, chuyện hợp tác làm ăn của tuổi Quý Sửu tiến triển thuận lợi. Nhờ vậy mà túi tiền của bản mệnh cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Bạn có thể khắc phục được những khó khăn trước đó và không phải lo lắng gì nhiều về lĩnh vực chi tiêu trong khoảng thời gian tiếp theo. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác. Con giáp này giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm cho bạn những mối làm ăn mới. Cơ hội làm ăn tới tấp khiến tuổi Quý Sửu nhanh chóng thu được một khoản tiền lời lãi khả quan,
người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc của mình. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn để bản mệnh có thêm động lực tiếp tục cống hiến trong tương lai. Tuy nhiên, do có ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, nên con giáp này cũng vẫn cần cẩn trọng trong công việc, chớ nên chủ quan, ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc. Tuy phấn đấu làm giàu nhưng bạn vẫn cần phải chú ý đến cách ứng xử với mọi người xung quanh, đừng nên có những hành động quá nóng nảy, bốc đồng trong quá trình giành giật cơ hội. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, nhị hợp đem lại tác động tích cực cho đời sống tình cảm vợ chồng của tuổi Quý Sửu. Đôi bên đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình, nên luôn cùng nhau xây dựng mái ấm. Chuyện mâu thuẫn, tranh cãi cũng giảm rõ rệt. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn và người ấy nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi bên, như cùng tham gia một bữa ăn lãng mạn hoặc cùng đi nghỉ dưỡng ở đâu đó. Trong khoảng thời gian một vài ngày, chắc hẳn hai người sẽ có thêm những kỷ niệm quý giá, khiến cho tình cảm đôi bên ngày càng gắn kết hơn. Tháng này, bách diệt cát tinh cũng khiến cho vận trình tình duyên của người độc thân trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nhiều người xung quanh nhận ra ưu điểm của bạn nên đều muốn kéo gần khoảng cách với con giáp này. Nếu bản mệnh cũng đang có nhu cầu tìm một người chia sẻ, thì nên mở lòng với mọi người nhiều hơn, bắt đầu từ việc nhắn tin qua lại, hỏi han, quan tâm đến nhau. Khi được quan tâm, chăm sóc, tuổi Quý Sửu cũng nên nhớ, đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người. Bởi như vậy thì tương lai bạn dễ vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết, thậm chí khiến những người thật lòng với mình phải chịu tổn thương. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Quý Sửu trong tháng 11 âm lịch này nhìn chung ổn định. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, hãy luyện tập thể dục thể thao, chớ bắt bản thân làm việc quá sức. Chỉ khi bạn giữ được sức khỏe, đầu óc tỉnh táo thì làm việc mới có hiệu quả cao. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, trong tháng cũ mật, tức tháng 12 âm lịch này, người tuổi Quý Sửu được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao, nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, tốt nhất bạn nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm, nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bản mệnh tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể, và tháng này, bạn nên hạn chế xử lý những việc lớn. Tháng này, tuổi Quý Sửu chịu tác động bất lợi từ hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh xuất hiện, điềm báo có thể bị ganh đua ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó, bản mệnh càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết, gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà con giáp này bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên. Có thể tuổi Quý Sửu còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Xét về phương diện tài lộc, tháng 12 âm lịch này, tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của tuổi Quý Sửu, bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình. Nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong tháng cuối năm với đủ chuyện phải lo này. Tháng này, dù không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính của bản mệnh không quá ảm đạm, cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng. Nên kể cả không có khoản thu đáng kể nào trong tháng này, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương, thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào, bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng Chạp, đòi hỏi con giáp này phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp,
Có như vậy, lợi nhuận mới đổ về túi. Song tuổi Quý Sửu cũng đừng vội ra những quyết định đầu tư vội vàng, dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Do là tháng 12 âm lịch này cận kề Tết Nguyên Đán, nên nhu cầu sắm sửa tăng cao. Tốt nhất tuổi Quý Sửu nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều nên chưa thể phung phí. Ở thời điểm này, làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, thời điểm cuối năm tháng chạp này là khoảng thời gian khá bận rộn của tuổi Quý Sửu. Cũng chính vì do đó mà con giáp này có thể không có thời gian để dương dáng cho chuyện tình cảm cá nhân. Mối quan hệ nguội lạnh, vợ chồng dễ có sự xa cách, những khúc mắc trong công việc cũng khiến cho trạng thái tích thần của bản mệnh trở nên rất nhạy cảm. Nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô lối, sẽ khiến mối quan hệ tình cảm khó bền vững. Bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng. Tình hình cũng không khá hơn là mấy với người độc thân. Chuyện tình cảm của con giáp này vẫn chưa đâu vào đâu, đa phần đều bận rộn với dòng xoáy của công việc, cuộc sống, nên không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Một số người vì vết thương lòng quá lớn tới mức khép chặt trái tim, sợ phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Xét về phương diện sức khỏe, tháng 12 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Quý Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Thổ khí cực dưỡng khiến cho thể trạng và tinh thần của bản mệnh trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải vì đầu óc mãi lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, đã từ rất lâu, lời dạy của Đức Phật vẫn luôn được xem là kim chỉ nam, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta trong việc chỉnh đốn thái độ và hành vi của mình. Vì thế, không chỉ có đệ tử của Ngài mà cả thường dân cũng rất muốn xin lời khuyên của Ngài. Có một lần một người hỏi Đức Phật về cách có thể giúp tránh xui xẻo hay không. Ngài đã kể lại một câu chuyện về chú vẹt đã thoát chết nhờ thực hiện được hai điều quan trọng. Trước đây có một con vẹt sống trên một ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết. Chú vẹt thường đi kiếm ăn về cho bố mẹ, vì họ đều bị mù nên không thể bay lượn tự do như chú. Cũng thời điểm đó, có người nông dân vừa gieo hạt, vừa thề rằng nếu mùa này thu hoạch khá, ông sẽ chia sẻ thành quả với mọi sinh vật sống trên đời. Nghe được tin này, đúng mùa gặt bội thu cũng là lúc chú vẹt đã thường xuyên đến đây để lấy lúa chín đem về cho bố mẹ. Một ngày đi thăm cánh đồng, có những bông lúa sai trĩu hạt, thì người nông dân nhận ra có nhiều bông lúa đã bị mổ hết hạt, chỉ còn trơ lại thân cây. Người này liền đặt bẫy với quyết tâm bắt bằng được thủ phạm mới thôi. Ngay ngày hôm sau, ông đi lại bẫy và thấy một chú vẹt đang cố gắng dùng dẫy để thoát khỏi tấm lưới đã giăng sẵn trên đầu nó. Con vẹt nói với người nông dân: "Chính ông hứa từ lúc gieo hạt rằng sẽ chia sẻ lương thực của mình, thì tôi mới dám tới đây lấy những hạt lúa về cơ mà. Tại sao ông tức giận và đặt bẫy? Ông muốn chia sẻ như vậy thế? Một vị vua muốn được chăm lo cho các thần dân của mình. Với vai trò là một người dân, tôi cảm thấy biết ơn vì ông đã phân phát lòng tốt của mình như đã hứa." Cảm động trước những gì chú vẹt nói, người nông dân hỏi lại: "Vậy ngươi đem lúa của ta cho ai?" Con vẹt đáp lại: "Tôi lấy lúa để nuôi bố mẹ vì bố mẹ tôi bị mù." Nghe thấy, người nông dân bảo con vẹt rằng: "Từ nay trở đi, người cứ tới đây lấy bao nhiêu hạt lúa tùy ý, ta sẵn lòng giúp đỡ." Được biết chú vẹt trong câu chuyện này là tiền thân của Đức Phật, còn người nông dân đã giúp đỡ nó chính là Sariputta, một trong những đệ tử vĩ đại nhất của Ngài trong kiếp sau. Vẹt bố mẹ là tiền thân của đức vua Suddhodana và hoàng hậu Maya, hai bậc thân sinh của thái tử Siddhartha Gautama, tất đạt Đa Cồ Đàm. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật đã hỏi lại: "Vậy các ngươi có biết có những việc gì có thể mang lại những điều tốt lành cho chúng ta không?" Trong khi mọi người còn phân vân thì Ngài cho hay: "Có hai việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất đó là hiếu kính với cha mẹ, thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình." Tương tự như vậy, có hai tội lỗi sẽ gây ra hậu quả xấu ngay lập tức và chắc chắn sẽ dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ,
Thứ hai là làm những việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình. 1. Hiếu kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, cách tránh xui đầu tiên đó là thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ. Hầu hết chúng ta xem thường việc này vì mãi đuổi theo những mục tiêu xa vời trong cuộc sống, mà quên đi giá trị chân thực nhất, những ngày đầu năm hoặc khi làm ăn không tốt. Chúng ta mãi sắm sính lễ cầu khấn mong có được may mắn khắp nơi, nhưng lại quên mất rằng hiếu thảo với cha mẹ là cách hiện số, cải thiện số mệnh tốt nhất. Các con thường nghĩ rằng cứ kiếm tiền thật nhiều để bố mẹ tự hào, hoặc dùng tiền sửa nhà, mua sắm mọi thứ cho bố mẹ thì mới là hiếu thảo. Việc này không sai, cũng chỉ đúng được một phần, vì đâu phải ai cũng có điều kiện để kiếm ra tiền. Vậy chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo như thế nào? Bất cứ thời điểm bạn nghèo hay giàu đều có thể hiếu thảo với đấng sinh thành. Việc này không cần phải đợi. Điều mà bố mẹ bạn cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần. Đôi khi chỉ vài câu hỏi thăm cũng đủ giúp họ có cảm giác an ủi. Thay vì gắt gỏng khi họ làm sai hoặc đãng trí, thì bạn nên nhẹ nhàng từ tốn. Vậy hãy thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ ngay từ hôm nay bằng những việc từ nhỏ tới lớn. Chính những người luôn ý thức việc thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ thì đi đâu cũng được tôn trọng, từ đó ắt sẽ kết được nhiều duyên lành. Cuộc sống ắt sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi, và đó là cách giải quyết tuyệt vời nhất để giải xui. 2. Làm việc tốt ngay trong nhà mình. Hầu hết mọi người thường hay có tâm lý nhường nhịn người ngoài, nhưng lại dễ gắt gỏng với người nhà. Vì chúng ta biết rằng họ dễ dàng tha thứ cho mình, lâu dần ta khiến tình cảm mai một vì những câu nói vô tình. Bạn nên hiểu rằng, chỉ khi đủ nhân duyên thì chúng ta mới có cơ may cùng sinh ra trong một nhà, hay trở thành họ hàng, người thân của nhau. Chúng ta nếu không biết quý trọng nhân duyên này thì chẳng có duyên lành nào dám xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Cuộc đời này tuân theo luật hấp dẫn. Nếu bạn thể hiện mình thích điều gì thì điều đó càng nhiều lên. Tình yêu thương đơn giản chỉ trao cho người nhà thôi cũng đủ giúp bạn có thêm tình yêu từ những người khác. Trân trọng, yêu thương, giúp đỡ và bảo vệ họ không chỉ là trách nhiệm của ta với họ, mà còn là trách nhiệm của ta với chính bản thân mình. Thờ ơ, không quan tâm, thậm chí tranh chấp hay đối xử tồi tệ với họ là con đường ngắn nhất dẫn ta đến với bất hạnh, với một tuổi già cô đơn, thậm chí chết trong cô độc. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.